Kính chào ông bà cô chú chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là chân gà hấp hành. Thì bây giờ Ngọc đã chuẩn bị cái miệng đây là chân gà hấp hành rồi. Bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món này nha. Lâu rồi hôm nay em mới ăn lại món chân gà hấp hành nha cả nhà. Lâu lâu đổi bữa, đổi món bữa cả nhà ơi. Ăn bún hoài giết rồi đó. Em thành cái cọng bún luôn. Đi gió lớn muốn bay luôn cả nhà ơi. Đây, chân gà rất là ngon ha cả nhà. Cắm vô nha. Rồi, em mời cả nhà nha. Ngon. Rất đa năng, rất là ngon luôn. Ngon lắm cả nhà ơi. Chừng nào chừng đấy nó bự chà bá luôn. Ngon lắm luôn. Nó mềm nhưng mà nó mềm cái kiểu như là nó không có mềm cục á, nó giòn á cả nhà, rất là ngon. Em rút sườn mấy cái ngón chân của nó rồi. Quay cũng rất là dễ. Bự lắm luôn cả nhà ơi. Ngon quá sáng không? Nhỏ xíu nhưng mà nó ngọt lắm cả nhà. Em cũng không biết xoài này kêu xoài gì nữa mà nó ngon lắm, nó ngọt lắm. À rất là ngon, ăn cho nó đỡ ngán. Chấm vô. Rồi em mời cả nhà nữa nha. Con gà to thịt không? Cái này bự nè.
Mời cả nhà. Hành rất là ngon. Mời cả nhà. Cái này mà lai gai cũng ngon lắm cả nhà. Ngon quá, ngon xỉu. Bự mà trắng nõn nà ha cả nhà ha. Xoài cả nhà. Mời cả nhà. Rất là ngon, ngọt lắm cả nhà. Bye bye, hẹn cả nhà ở video tiếp theo.